sau khi lên ngôi năm 1054, vua Lý Thánh Tông không chỉ chú trọng phát triển kinh tế đất nước mà còn đưa Phật giáo trở thành quốc giáo của Đại Việt. Các công trình kiến trúc chùa tháp thời vua Lý Thánh Tông không những có giá trị về mặt kiến trúc mỹ thuật mà còn là biểu tượng tiêu biểu của nước ta về giá trị văn hóa tinh thần. Năm Bính Thân, niên hiệu Long Thụy Thái Bình thứ ba, 1056. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khởi bẩm hoàng thượng, sứ thần Chân Lạp đã về tới nước họ. Sứ thần có gửi phong thư cảm tạ thịnh tình của hoàng thượng và triều đình ta đã trọng đãi. Tốt lắm, chư vị ái khanh có điều gì cần bẩm tấu? Thưa hoàng thượng, mùa mưa sắp tới, các quan coi giữ đê điều đều có bản tấu lên triều đình về việc củng cố hệ thống đê dọc theo các sông lớn. Việc đó là việc cấp bách, các quan phải đốc thúc làm ngay. Hãy trích quỹ ngân khố để làm kênh mương, khai thông thủy lợi. Việc canh nông cần khuyến khích dân chúng để mùa màng bội thu. Bẩm hoàng thượng, thần đã thông báo tới các quan lại địa phương sát sao việc gieo cấy và thu hoạch. Đặc biệt có các biện pháp phòng chống dịch bệnh, sương muối, sương giá phá hoại mùa màng. Các quan còn cung cấp giống cho các hộ thiếu giống, thế nên bà con đều phấn khởi cấy trồng ạ. Việc canh nông như thế là tạm ổn. Nay trẫm có ý dựng chùa Sùng Khánh ở kinh thành. Dân chúng trong kinh thành cũng như toàn cõi đều một lòng hướng Phật. Vậy nên việc xây cất chùa tháp cũng là đáp ứng một phần nguyện vọng của muôn dân. Các khanh thấy sao? Dạ bẩm hoàng thượng, theo ý thần, Hồ Lục Thủy là nơi đắc địa để dựng chùa Sùng Khánh. Còn các đại quan khác, ý chư vị thế nào? Dạ. Theo thần, bẩm hoàng thượng, theo hạ thần thì chùa xây bên bờ Hồ Lục Thủy là hợp nhất ạ. Các khanh đều tán thành xây chùa Sùng Khánh. Vậy mùa thu năm nay tiết trời mát mẻ, hãy chọn ngày lành để khởi công xây dựng. Trích trong ngân khố 1.200.000 cân đồng để đúc chuông lớn đặt tại chùa Sùng Khánh. Tuân lệnh. Năm Đinh Dậu, niên hiệu Long Thụy Thái Bình thứ tư, 1057. Việc ta giao cho các khanh tìm người thiết kế tháp Đại Thắng Tự Thiên, các khanh tiến hành đến đâu rồi? Muôn tâu hoàng thượng, nhóm thợ giỏi trong kinh thành đã hoàn thành bản vẽ rồi, trình hoàng thượng xem ạ. Vậy hãy xây dựng theo bản vẽ này. Bẩm hoàng thượng, tháp sẽ được xây trên gò đất kia và có kết cấu 13 tầng. Nền tháp được xây bằng đá và gạch, ngọn tháp được đúc bằng đồng. Khanh nhớ xem kỹ ngày giờ hoàng đạo để động thủ nghe không? Hạ quan xin tuân lệnh. Việc xây dựng tháp Báo Thiên của vua Lý Thánh Tông giữa kinh đô Thăng Long đã khẳng định sự vững mạnh, ổn định và vận khí đi lên của quốc gia Đại Việt. Đây là một trong những công trình tiêu biểu của Thăng Long thời Lý, và đó cũng cho thấy sự ảnh hưởng của Phật giáo với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội Đại Việt thời kỳ này.